tan bún cua riêu đồng. Bún cua riêu đồng rất tốt cho người ăn, nhưng riêng có một số người và số bệnh ở này không ăn, vui lòng đừng ăn bún cua riêu đồng, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và căn bệnh của mình được tốt hơn. Đó là những người phụ nữ có thai, tiêu chảy, gút, người mới vừa khỏi bệnh, dị ứng, hen, suyễn, cảm, cúm, huyết áp cao, tim, mạch, cảm lạnh, ho, là những người này và bệnh thế này vui lòng đừng ăn bún cua, bún riêu cua đồng. Đó là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, tiêu chảy, gút, khỏi bệnh, dị ứng, hen, suyễn, cảm, cúm, huyết áp cao, tim mạch, cảm lạnh, ho, là vui lòng đừng ăn bún riêu cua đồng. Ăn bún riêu cua đồng nó tốt chứ không phải không, nhưng mà những người nó tốt vô cùng đó, thì ăn bún cua riêu đồng nó có lợi cho sức khỏe, là nó làm cho tăng cường sức đề kháng. Ngoài những người mà lúc nãy nói là không ăn bún cua riêu đồng thì còn lại là nó tốt, nó tăng cường đề kháng, tốt cho sức khỏe, hàm lượng chất xơ, cân bằng dinh dưỡng trong máu, hoạt huyết và hàn gắn xương tốt, loãng xương tốt, hồi xương cũng tốt luôn, ổn định vết thương, giải nhiệt cơ thể, kém ăn, khó ngủ. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Tốt là chúng ta ăn không quá 2 lần trong một tuần. Một tuần ăn không quá 2 lần, mỗi lần ăn không quá 200g. Mỗi lần ăn không quá 200g. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào.